Côn trùng cũng có cơ bắp không? Có chứ. Côn trùng hoàn toàn có cơ bắp và sức mạnh của chúng so với kích thước cơ thể là vô cùng ấn tượng. Điều này thể hiện qua một số đặc điểm sau. Sức mạnh phi thường, một số loài côn trùng có thể mang vật nặng gấp 20 lần trọng lượng cơ thể của chúng. Con người, so sánh mà nói, chỉ có thể nâng vật nặng bằng hoặc hơn một chút trọng lượng cơ thể của mình. Cấu tạo cơ bắp độc đáo, khác với động vật có xương sống, côn trùng có bộ xương ngoài cứng rắn ở bên ngoài. Các cơ bắp của chúng được gắn vào mặt trong của lớp da này. Cấu tạo này, kết hợp với sự sắp xếp các sợi cơ chéo nhau, giúp côn trùng tạo ra lực mạnh mẽ và linh hoạt. Phân bố cơ phức tạp, ví dụ như cơ cánh của côn trùng được điều khiển bởi 5 nhóm cơ riêng biệt, gắn vào các phần khác nhau của cơ thể, giúp chúng di chuyển linh hoạt theo nhiều hướng. Nhờ những đặc điểm này, côn trùng có thể thực hiện nhiều hành động phi thường như bay lượn. Cánh của côn trùng được điều khiển bởi hệ thống cơ bắp phức tạp, giúp chúng bay lượn linh hoạt trong không trung. Nhảy cao, một số loài côn trùng như bọ trấu có thể nhảy cao gấp 20 lần chiều dài cơ thể nhờ vào cơ bắp ở chân sau. Mang vác vật nặng, kiến, với kích thước nhỏ bé, có thể mang vật nặng gấp nhiều lần trọng lượng cơ thể của chúng nhờ vào sức mạnh cơ bắp. Có thể nói, cơ bắp đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc giúp côn trùng di chuyển, kiếm ăn, sinh sản và tồn tại trong môi trường tự nhiên.